cho đến ngày hôm nay là ngày thứ tư trong cái chương trình học, thì tôi thấy là cái đầu mình cũng như là trái tim mình nó đầy ấp, nó full, cảm giác là nó full. Và cái cảm giác đầy ấp này bởi hai thứ, thứ nhất đó là về kiến thức mà mình được học, và cảm thấy nó quá là đầy và nó đắp những cái chỗ mình rất là thiếu thốn từ trước đến nay. Và vì cái ngày hôm nay là cái ngày cuối cùng, cho nên tôi muốn bày tỏ cái lòng biết ơn đó. Và tôi rất là mong muốn là được ôm cô ngay lúc này, có được không ạ?